Tập 12. Giám đốc Cao, tiễn tới đây thôi. Hôm nay cảm ơn anh, tôi chơi rất là vui. Cô vui hay không thì tôi không biết. Tôi chỉ biết dù ngày hôm nay có xui xẻo thế nào thì ngày mai vẫn là một ngày mới. Được rồi, nghĩ thoáng ra một chút, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Dân, về nhà đi. Được rồi, tạm biệt. Bỏ tay ra. Vivi, thật sự không muốn gặp anh nữa hay sao? Nói những điều này có ý nghĩa gì chứ? Nếu như có người tới nhà anh đập nát ảnh thờ của ba anh, anh sẽ thế nào đi? Vivi, anh biết mẹ của anh làm như thế là quá đáng. Anh thề bà ấy xin lỗi với em. Xin lỗi gì chứ? Ngoài xin lỗi ra anh cũng có thể làm gì? Anh nghĩ giải quyết những vấn đề trong quá khứ sao? Vivi, anh biết xin lỗi không giải quyết được vấn đề, nhưng mà điều này thể hiện cho thái độ của anh. Tuy rằng em nói chia tay, nhưng mà anh không đồng ý. Anh từng nói bất kể là xảy ra chuyện gì, anh sẽ không để cho em rời xa anh. Bây giờ nói những điều này có tác dụng gì chứ? Lý Tư Tiến, tình yêu mà em cần là tình yêu có hồi kết. Gả cho anh đi, chúng ta kết hôn với nhau. Kết hôn sao? Lý công tử à, đến bây giờ anh vẫn còn không hiểu hay sao? Kết hôn không phải là chuyện của hai người, mà là chuyện của hai gia đình kìa. Vivi, anh buông tôi ra. Chúng ta đừng làm lỡ dở thời gian của nhau nữa mà.
An Đông à, cậu nói xem có thể rút về một chút vốn lưu động của cửa hàng ở vùng khác được hay không? Không thể được. Mấy cửa hàng đó vừa mới kinh doanh, một khi anh điều vốn về, nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của anh. Mà hơn nữa, mấy người giám đốc đó còn đưa ra yêu cầu với tổng bộ về việc hỗ trợ tài chính nữa đấy. Giám đốc Lý, chúng ta đã điều chỉnh sổ sách cả một đêm, chắc anh cũng mệt rồi, hay là quay về trước đi. Được. À đúng rồi, nhóm phóng viên của tuần sang Mỹ Thực bao giờ thì tới? Đang hỏi cậu đó. Cái gì? Xin lỗi. Tôi hỏi cậu, nhóm phóng viên của tuần sang Mỹ Thực bao giờ thì tới? Chuyện đó hả? Trưa mai. Cậu nhất định phải sắp xếp tốt cho tôi. Lần tiếp đón này rất quan trọng. Quay ra điều tra thêm một chút về hành tung vài tháng nay của Lưu Vĩnh Phúc, xem có thể móc nối lại với nhau được không? Dạ hiểu rồi. Cậu bảo giám đốc của cửa hàng Tử Khâm đến chỗ tôi một chuyến. Còn nữa, cậu hãy đi thống kê tình hình nhân viên của cửa hàng Tử Khâm. Có thể sắp xếp thì tạm thời sắp xếp cho những cửa hàng khác. Những ai không thể sắp xếp thì cậu hãy bảo tài vụ và bộ phận nhân sự làm cho tôi một cái báo cáo bồi thường. Ơ kìa, giám đốc Lý, vậy ý của anh nói là muốn đóng cửa cửa hàng đó sao? Không có cách nào khác nữa đâu. Nhưng mà phía chủ tịch Dương bảy nói có cách giải quyết mà. Cách của chủ tịch Dương không phải là cách mà tôi muốn. Cậu biết ý của tôi mà. Tôi hiểu rồi. Vậy được. Không còn chuyện gì nữa thì tôi về trước đây. Hai ngày trước cậu gọi tôi là gì nhỉ? Anh Lý. Cách gọi này nghe có vẻ rất thân thiết. Nhưng mà sao được nói ra từ miệng của cậu, sao lại có hơi chút cút qua một bên đi. Anh Lý, chào giám đốc Lý. Giám đốc Lý, tìm được Lưu Vĩnh Phúc rồi. Ở đâu? Câu lạc bộ. Đi. Vivi. Vivi à, tại sao con lại không ăn sáng thế? Con không đói bác à? Mọi người ăn đi. Không khỏe ở đâu sao? Đâu có. Vậy được, chút nữa muốn ăn gì nói với bác một tiếng, bác làm cho. Dạ được. Vivi à, bác nhiều chuyện muốn hỏi cháu một câu. Có phải cháu vẫn còn nhớ Nhung Lý Tư Tiến đúng không? Đâu có. Chuyện đó bác thì cũng không có kiến thức gì hết. Nhưng bác luôn cảm thấy chuyện hôn nhân này không thể nói là anh tình em nguyện thì có thể thành được đâu. Hồi trước thì phải nói đến môn đăng hộ đối. Còn bây giờ thì bác à, bác không cần phải nói nữa. Trong lòng của cháu có tính toán, cháu biết hết. Được rồi, bác chỉ sợ cháu vào nhà của họ rồi sẽ phải chịu thiệt thòi. Cháu biết rồi. Vậy được, vậy thì bác không nói nhiều nữa nha.
chút nữa ăn cơm đi. Người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn đói qua mắt cho xem. Ăn cơm nghe chưa? Chút nữa nhớ ăn đó. Cửu Đồng, Tây Phong, Cửu Điều, chỉ cần Cửu Điều u rồi. Thất Tiểu Đối, ông xem bà của tôi đẹp thế này, hôm nay tay của tôi xui quá đi, tuyệt quá đi mất. Không chơi nữa, không chơi nữa. Sao lại không chơi? Vợ tôi còn đợi tôi ở nhà. Tôi đây mới ù xong, chơi thêm ván nữa đi. Chơi thêm ván nữa đi. Ông chủ Lưu, tìm ông đúng là không dễ dàng gì hết. Sao các người biết tôi ở đây? Điều này không quan trọng. Có thể xin ông chút thời gian để nói chuyện được không? Thì nói đi. Vậy được. Chuyện liên quan tới cửa hàng, ông suy nghĩ thế nào rồi? Được rồi, tôi biết. Tôi đang suy nghĩ đây. Các người đi đi. Tôi đây còn đang chơi mặt trượt mà. Ông chủ Lưu à, khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được ông. Ông lại dùng mấy câu như thế đuổi chúng tôi đi, hình như không phù hợp cho lắm. Cậu bị ngốc hay sao? Không tìm được tôi, vốn dĩ là tôi không muốn gặp mấy người. Được rồi đấy, đi đi. Không phải, tôi đây còn chơi mặt trượt nữa. Ông chủ Lưu à, trước đây tôi cũng từng chơi mặt trượt. Ông xem vừa hay, chỗ của ông đây đang là 3-1. Nếu như không ngại, tôi chơi với mọi người. Vừa hay, đúng rồi. Được. Chuyện cửa hàng thì miễn bàn, mặt trượt thì hoan nghênh. Chơi thôi. Được. Được, ngồi đi. Nào. Nào ngồi đi. Bác Phong, năm dạng u rồi. Một con trồng bắt năm con khôi, lẫn cùng một màu. Đại lão đệ, tay còn hơi lóng ngóng hả? Lâu lắm rồi không đánh bài, chơi cười rồi. Nào, ông chủ Lưu vận khí, tay không tồi đến nhỉ. Ăn may thôi. Chị à, mới sáng ra đã giục em đi lấy đồ rồi. Em đã lấy về cho chị rồi đây. Từ từ thôi chứ. Đây là gì mà chị lại căng thẳng như vậy? Mua cho giai tử đấy. Thất dạng, thất dạng, Tây Phong, chạm, thất dạng, Bắc Phong, chạm, hai chạm nhé, cửu dạng. Nam Phong, chạm tiếp đi, nhất dạng. Tôi nói này giám đốc Lý, cậu đã cho tôi ăn 3 con rồi, lần này là ù cả làng rồi đấy. Đúng rồi, ở kìa. Đây là cậu lật bài rồi hay sao? Thế này có ý gì chứ? Đừng có sốt ruột ông chủ Lưu. Dù sao thì tôi cũng là một tay chơi gà thôi. Chỉ bằng thế này đi, hai người chúng ta cược một ván. Nếu như tôi thắng, ông sẽ suy nghĩ lại về chuyện của cửa hàng. Còn nếu như tôi thua, ở kìa, nếu như cậu thua thì sao? Nếu như tôi thua,
thì ông nói thế nào thì sẽ là thế đó. Vậy thì không được. Bài này của tôi là phong chạm đấy. Tôi ngã bài trước rồi. Tôi còn chưa tính toán gì. Ông có thể đổi thành hỗn chạm mà. Hỗn chạm. Hay là thế này đi, ba người chúng ta nếu như có một người thắng thì coi như là tôi thắng. Thế nào? Được. Nhưng mà tôi có một điều kiện. Bài của tôi là bài minh. Trong ba người bất cứ một ai có bài thính thì đều không được đổi. Thế nào? Được, được chứ. Được. Bốc bài đi. Nào. Thất đồng. Tam điều. Bát vàng. Xin lỗi mọi người. Thập tam yêu. Xoay chuyển thật rồi đây. Giám đốc Lý đánh bài cũng giỏi thật đấy nhỉ. Ông chủ Lưu quá khen rồi. Tôi đánh bừa thôi. Căn nhà đó của chúng ta ở phía đông, nếu như tôi đoán không sai thì con mà ông chủ Lưu cần là Đông Phong. Giám đốc Lý, chuyện căn nhà đó, ông chủ Lưu, chuyện trên bàn đánh bài hà tất gì phải coi là thật, đúng không? Có điều lúc mà thích hợp, tôi hy vọng ông suy nghĩ lại yên vũ tiêu tương của chúng ta. Bởi vì dù sao chúng ta đã hợp tác với nhau nhiều năm như vậy rồi, hơn nữa hợp tác còn rất vui vẻ nữa. Ông nói xem. Được. Không ngờ giám đốc Lý là hào sảng đến như vậy đó. Căn nhà này tôi nhất định sẽ suy nghĩ. Được. Vậy thì hôm nay tới đây thôi. Mọi người có cơ hội lại chơi tiếp với nhau. Cáo từ. Được. Người này giỏi thật đấy. Bài này đánh ấy à? Ông chủ Lưu, cái này tặng cho ông đó. Ơ, đây là thứ gì thế? Khăn quàng. Giám đốc Lý, người họ Lưu đó đã đồng ý giao cái cửa hàng đó cho chúng ta. Tại sao anh lại không cần chứ? Cậu cho rằng ông ấy thua thì sẽ nhường lại căn nhà đó cho chúng ta hay sao? Thế thì làm sao? Đã cược thì phải chịu thua chứ. Ấu trĩ quá. Rốt cuộc là anh có ý gì đây? Không có ý gì hết. Cá nhân tôi cảm thấy người họ Lưu này vẫn có suy nghĩ khác nào đó. Thì tất nhiên rồi. Có điều ông ấy chỉ là một thương nhân. Chỉ là cái giá mà chúng ta đưa ra chưa đạt tới cái giá mà trong lòng của ông ấy kỳ vọng mà thôi. Nhưng mà chúng ta đã đóng cửa cửa hàng Kỳ Hạm rồi. Tôi thấy thế nào đi nữa thì cũng không phải là một cách hay. Tôi đây cũng không có cách nào khác hết. Ai bảo chúng ta hết tiền? Tôi cũng là có muốn, nhưng mà cũng không có điều kiện để làm. Hay là chúng ta lại hẹn giám đốc Giang một lần nữa đi. Thôi bỏ đi, tính sao vậy? À đúng rồi, cậu hãy làm một bản báo cáo chi tiết về tình hình tăng doanh thu trong khoảng thời gian gần đây, rồi mang qua đây cho tôi. Biết rồi. Vị trí đó ngồi có thoải mái hay không? Cái gì cơ? Vị trí đó ngồi có thoải mái hay không? Thì cũng tạm thôi. Anh đi chết đi. Trương Vi. Giám đốc Cao. Giám đốc Cao, tại sao lại ở đây? Cứ đi dạo mãi rồi đi tới trước cửa nhà cô. Đây là con trai tôi Thành Thành. Chào cô đi. Chào cô. Thành Thành đáng yêu quá. Đi thôi, cuối tuần đến quảng trường dạo một chút. Thôi, tôi về đây. Cô Trương Vi ơi, đi cùng cháu đi. Cô Trương Vi đi đi mà. Cô Trương Vi đi cùng cháu đi mà.
Đi mà cô Trương Vi. Thành Thành à, cô Trương Vi đi cùng cháu đi. Được rồi, đi thôi nào. Chậm thôi Thành Thành. Chậm thôi. Thằng bé này là do ở nhà lâu quá đấy, rất hoạt bát mà. Sao lại trốn anh? Tôi đâu có trốn anh. Thật nực cười mà. Nhất định phải thế này sao? Chúng ta đã chia tay với nhau rồi, anh có hiểu hay không? Tôi không cần thiết phải trốn anh. Vivi, anh biết mẹ của anh đã làm rất nhiều việc có lỗi với em. Anh thay bà ấy xin lỗi em. Vì em anh đã quyết định rời khỏi Yên Vũ Tiêu Tương rồi. Em không thể tha thứ cho anh được sao? Anh tin chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì tất cả sẽ tốt trở lại thôi. Đừng có nói những điều này nữa được không? Những điều nên nói tôi đều đã nói hết với anh rồi. Tôi thật sự rất mệt mỏi. Được rồi, anh hỏi em, vì sao một mình em lại tới nơi này, còn đeo chiếc nhẫn mà anh tặng cho em nữa? Nơi này ai cũng có thể tới mà, vì sao chỉ cho phép mỗi mình anh tới chứ? Nhẫn đúng không? Anh cho rằng nó có thể đại diện cho điều gì? Tôi nói cho anh nghe. Tôi chỉ coi nó là một món đồ trang sức mà thôi. Nếu anh cảm thấy nó đại diện cho điều gì, vậy thì tôi trả lại nó cho anh. Như vậy được chưa? Kết thúc rồi. Vivi à, em không cần phải nói những lời cay độc với anh. Không có ai hiểu em hơn anh. Anh hiểu tôi điều gì chứ? Lý Tự Tiến, anh đừng có tự cho mình là đúng nữa. Tôi nói cho anh nghe, tôi ở bên cạnh anh cũng chỉ là vì để lấp rỗ trống trong tim của tôi mà thôi. Lúc đó tôi chia tay với Tống Hiểu Đông, trong lòng của tôi rất cô đơn. Anh xuất hiện, phú nhị đại, cao to đẹp trai, lại có tiền nữa. Tại sao tôi lại không đồng ý chứ? Tôi chỉ muốn lấp đầy khoảng trống trong tim của tôi thôi. Anh có hiểu hay không hả? Bây giờ tôi không cần nữa. Em chắc lời của em nói là thật chứ? Đúng. Lấp đầy khoảng trống đúng hay không? Tìm người khác để lấp đầy khoảng trống đi. Vivi à, cháu làm sao vậy Vivi? Có gì thì cháu cứ nói ra, đừng có giữ ở trong lòng mãi như vậy, khó chịu lắm. Cháu xem, thầy Trương à, tới đây, túi chườm nóng, nhanh lên. Hay là đi đun cho con bé chút nước sôi đi. Ông nói xem đứa bé này rốt cuộc bị làm sao vậy hả? Làm người ta sốt ruột chết đi được. Bác à, cháu không sao đâu. Mọi người ra ngoài hết đi. Con nằm một lúc thì sao ổn thôi. Ông xem thế này có được hay không chứ?
Thật sự cảm ơn cậu đã đưa Vivi nhà chúng tôi về. Dạ không có gì đâu. Người không sao là tốt rồi. Giờ hay cũng tới giờ ăn cơm. Tôi đi nấu cơm, ăn cơm xong rồi về. Không không không, không ăn đâu. Chú xem, thằng bé Thành Thành này đi. Ở nhà mình thì không ngủ, bên ngoài thì lại ngủ rất ngon. Thành Thành, đi thôi con. Về thôi, về nhà ngủ nha. Thằng bé này ngoan thật đó. Nhanh lên. Chào ông, chào bà đi con. Tạm biệt. Dạ cháu đi đây. Có thời gian đến chơi nha. Dạ được. Đi thôi. Tạm biệt. Tạm biệt. Cô nói xem Vivi có sao hay không chứ. Cơ thể thì không sao, nhưng mà tâm bệnh thì không dễ chữa đâu. Đúng vậy. Cũng không có thuốc chữa tâm bệnh mà. Đừng có uống nữa được không? Tìm anh cả nửa ngày trời, anh làm gì ở đây vậy? Tại sao cậu lại tới đây? Nào, lấy một cái cốc đi, cho cậu uống. Không cần cảm ơn. Cậu hãy nhanh chóng uống với tôi một chút đi. Đi về với tôi, uống một ly thôi. Cái gì? Uống với tôi một ly? Anh có thể nghe lời tôi hay không? Đừng uống nữa được không? Cậu phải uống với tôi một ly. Anh đừng có uống nữa, tôi cầu xin anh đó. Chậm thôi. Cả ngày chỉ biết uống thôi. Vẫn ổn chứ? Giám đốc Giang, xem ra anh vẫn ổn. Chào mừng bạn đã gọi tới đường dây nóng dịch vụ tìm thẻ tín dụng VIP của Ngân hàng Dân Sinh. Alo, xin chào. Chỗ của tôi có một tấm thẻ xe của Ngân hàng Dân Sinh. Có phải là có thể tìm lái xe thuê hay không vậy? Vậy tốt quá rồi. Vậy chút nữa tôi gửi địa chỉ cho cô có được không? Được, tạm biệt. Nào, cạn nào. Quá đã luôn. Uống đi, giám đốc Giang quay lại rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Giới thiệu với mọi người một người bạn. Đây là anh em tốt của tôi, Lý Tư Tiến. Giới thiệu nhau một chút đi. Nào nào, giám đốc Giang. Lại đây, lại đây. Bạn mà giám đốc Giang dẫn tới. Lý Tư Tiến đúng hay không? Không phải là cái người của Yên Vũ Tiêu Trương sao? Bạn của giám đốc Giang. Nào nào, nhất định phải uống một ly. Uống một ly nha. Bạn của giám đốc Giang nhất định phải uống. Nào nào nào, được rồi được rồi. Gì ấy nhỉ, các vị tiền bối, tôi là người mới. Sau này vẫn mong mọi người chỉ bảo thêm cho tôi. Ly rượu này tôi kính mọi người, tôi cạn nha. Hay, hay lắm. Tử lượng khá lắm. Chuyện tốt ập đến, lại phải uống thêm một ly nữa. Nào nào, cạn thôi. Thêm một ly. Nào nào nào. Tôi cạn nha. Anh làm cái gì vậy? Tại sao cậu lại tới đây? Anh à, xin lỗi nha, ly rượu này tôi uống thay cho anh ấy có được không? Cậu là ai thế? Tôi là trợ lý của giám đốc Lý. Tôi tên là An Đông. Tôi kính trước nha. Tiểu huynh đệ của tôi. Ai vậy chứ? Cái đồ đàn bà uống thì không tính. Là cái gì vậy hả? Anh nói ai là đàn bà chứ? Cậu chính là đồ đàn bà chứ gì? Chính cậu đó. Chờ một chút. Tôi nói cậu đó. Cậu làm gì vậy hả? Cậu say quá rồi hay sao? Thôi mà. Được rồi được rồi. Đều là bạn bè gây sự cái gì. Ngồi xuống. Cậu ta uống say rồi. Đừng để ý nha. Thế này đi.
Anh à, tiểu huynh đệ này còn trẻ, không hiểu chuyện. Thế này đi, tôi tự phạt mình một ly. Tư Tiến à, không cần phải làm như vậy đâu. Ly rượu này cứ coi như tôi chuộc lỗi với mọi người thay cho cậu ấy vậy. Là cái gì vậy? Cậu đừng có quan tâm. Hay, hay lắm. Được rồi, uống có chút rượu thôi thì không còn là cậu nữa. Rượu cũng đã uống rồi, thể diện cũng giữ được rồi. Xin lỗi nha, uống say quá rồi đó. Thôi thôi, hát một bài đi. Tư Tiến à, nào hát một bài đi. Giám đốc Giang, tôi không hát đâu. Tôi đây hát cũng không hay. Cái đó, bên đó có đàn piano. Nếu như mọi người không ngại thì tôi muốn dành tặng cho mọi người một bản nhạc. Thế nào? Vậy thì tốt quá. Tôi chỉ từng nhìn thấy việc hát hò uống rượu trong KTV, chưa từng nhìn thấy ai đánh đàn bao giờ hết. Nào, hãy vỗ tay cổ vũ cho Tư Tiến đi. Được. Nào, cảm ơn mọi người. Chậm thôi, chậm thôi, không có sao đâu. Bà tới đây làm gì chứ? Nhất định không phải là tới tìm cậu rồi. Được, tôi tới để xin lỗi. Chúng tôi không cần xin lỗi. Tiểu Đình à, vào phòng đi. Tôi đặc biệt tới đây để xin lỗi. Lần trước là ngày giỗ của mẹ cô, tôi đã mạo phạm, là tôi làm sai. Được, cảm ơn bà, tôi chấp nhận. Còn chuyện gì khác nữa hay không? Còn có chính là tôi muốn biết mối quan hệ gần đây giữa cô và Tư Tiến. Công ty của nó nhiều việc, rất ít khi về nhà. Bà cứ yên tâm đi, chúng tôi đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi. Vậy thì tốt. Cô là một người thông minh, sống những ngày tháng không buông đăng hộ đối thì không dễ dàng gì hết. Tôi không chỉ là nghĩ cho con trai của mình mà cũng là nghĩ cho cô. Được rồi, tôi cảm ơn. Được, nghe được tin này tôi rất vui. Còn nữa, nếu như tôi đã tới xin lỗi rồi thì không thể nào đánh tay không được. Nhưng mà tôi cũng không biết nên mua cái gì. Tôi tặng cái này cho cô, cũng coi như là chút tấm lòng của tôi. Bà có ý gì chứ? Không có ý gì khác hết. Tôi cũng không biết nên mua gì cho phù hợp với cô. Được, tâm ý của bà tôi nhận. Còn tiền chúng tôi không cần. Có chi khí đó. Hy vọng là cô không phải đang giận dỗi tôi, mà là có chí khí thật sự.
Ngoài ra sau này, nếu như cô có vấn đề gì hoặc khó khăn gì, bao gồm cả về mặt kinh tế, thì cô có thể tới tìm tôi. Chỉ cần không làm phiền đến Tư Tiến, thì hai ta có chuyện gì đều dễ thương lượng hết. Bà cứ yên tâm đi, tôi với anh ấy đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa rồi. Vậy thì tốt. Tạm biệt. Tạm biệt. Chính là cái chai rượu phía sau, mùi vị được lắm. Đó là chai mà tôi đã cất. Hôm nay không uống thì không biết. Hãy uống cái là biết ngay. Tử lượng của cậu khá đấy. Chắc là được thừa hưởng từ mẹ của tôi. Cậu đừng có nói như vậy. Bây giờ mỗi lần uống say xong thì tôi đều nghĩ tới bát cháo trắng mà lần trước cậu mua cho tôi. Còn cả trứng muối nữa. Hôm khác là uống tiếp nha. Ngon lắm đó. Từ từ thôi, chúng ta đi hướng nào đi? Xin hỏi, ai là giám đốc Giang? Là tôi đây. Tôi là nhân viên chuyên lái xe thuê của thẻ tín dụng dân sinh. Cậu gọi sao? Đúng vậy, an toàn. Xin hỏi xe của ông ở đâu? Ở kia. Ở kia, đi theo tôi. Đi nào. Chị à, bà ta tới đây làm gì chứ? Cái gì mà tới đây làm gì? Không biết. Đồ yêu nữ cho rằng có chút tiền thì không biết đuổi có thể vẫy tới tận đâu. Thế mà cũng coi là xin lỗi à? Ai mà tin chứ, đừng có nói người ta như vậy nữa được không? Em đều là vì muốn tốt cho chị thôi. Đúng, em vì muốn tốt cho chị. Tất cả mọi người đều muốn tốt cho chị hết. Người của cả trái đất này đều muốn tốt cho chị mà. Sao bây giờ chị lại không biết tốt xấu như vậy chứ? Chị cũng không nhìn lại mình đi, tuổi đã lớn như vậy rồi. Những cô gái nhỏ trẻ đẹp hơn chị bây giờ đầy ra đấy. Luận về sự nghiệp thì chị cũng không phải là nữ cường. Cao không tới, thấp không thông. Chị cho rằng mình là ai chứ? Cô bé lọ lem đấy sao? Im miệng lại cho chị. Em không im đó. Được rồi, là em sai. Vừa rồi nói có hơi nặng lời. Em cũng chỉ muốn tốt cho chị thôi. Sợ chị đau lòng, sợ chị buồn. Nếu như không phải suốt ngày nhìn thấy cái bộ dạng muốn chết không muốn sống của chị, thì ai mà thèm để ý đến chị cơ chứ. Một phù thủy đó đã nói gì với chị vậy? Không biết. Chị và Lý Tư Tiến chia tay thật rồi sao? Có thôi đi không hả? Em nói đúng rồi đúng không? Thế nào giám đốc Giang, nghĩa là mùi vị cũ chứ? Ngon lắm, thật sự rất thơm. Ông thích ăn hay sao? Hôm khác tôi bảo An Đông mang thêm một chút qua cho ông. Được, cứ như vậy đi. Trứng vịt muối hôm nào cũng có, nhưng mà trứng vịt muối của Yên Vũ Tiêu Tư thì không thấy có mấy. Tư Tiến à, tôi đọc thấy trên báo nói Yên Vũ Tiêu Tư của cậu có phải là sắp đóng cửa rồi hay không? Là thật hay sao? Đúng vậy. Vì sao vậy? Không giấu gì ông, công ty phát triển nhanh quá, cho nên đã xuất hiện vấn đề về thiếu hụt nguồn vốn. Cửa hàng mới lại cần phải đầu tư rất nhiều tiền. Cửa hàng cũ lại đối mặt với việc gia tăng tiền thuê mặt bằng. Vì vậy bất đắc dĩ có thể sẽ phải từ bỏ một trong số những cửa hàng đó. Thế này đi, chuyện về nguồn vốn, cậu về viết cho tôi một bản kế hoạch chi tiết. Thế nào? Giám đốc Giang, ý của ông là đúng. Tôi dự định đầu tư cho cậu. Có rất nhiều người cầm dự án tới để bàn với tôi, nhưng mà chưa chắc tôi đã đồng ý đâu. Vì sao vậy? Bởi vì con người của tôi xem vào duyên phận. Nói thẳng ra thì tôi thích con người của cậu. Hơn nữa trên người của cậu lại có cảm giác lúc tôi hồi còn trẻ. Có điều nói đi cũng phải nói lại, dù sao thì cũng là mấy chục triệu tệ tiền đầu tư. Tôi cũng không muốn mất không. Vì vậy cho cậu cơ hội này nên nắm chắc đi. Có thể thành công được hay không thì dựa vào cậu hết. Được giám đốc Giang, tôi sẽ không làm ông thất vọng đâu. Tôi tin cậu.